Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Bibimbap Bap và Truyện Ma Bắp Đọc với tập tiếp theo của Thiên Cơ trong series Thầy Tàu Ly Kỳ Truyện của tác giả Trường Lê. Ở tập trước thì A Táo và A Kiệt đã quyết định ở lại, bảo vệ cho dân Hương Kim Giang và chiến đấu tới cùng, không có nhân nhượng gì hết trơn á. Trong khoảng thời gian đó thì nhóm của Thầy Lương cũng đang tức tốc quay trở về Hương Kim Giang, nhưng mà cũng không có kịp lúc để mà cứu Đạo Ngư. Như chúng ta biết, cả Đạo Ngư và ông chủ Vương đều đã không có qua khỏi. Và liệu sẽ còn có một nhân tố bí ẩn nào xuất hiện ở hai tập cuối của chúng ta hay không? Thì bây giờ Bắp sẽ đọc cho các bạn nghe tập của chúng ta ngày hôm nay nhé. Chúng đến rồi, mọi người, điểm hỏa, bắn! Những mũi tên được châm lửa cháy phừng phừng. Hàng loạt lưu đất, bình gốm đựng dầu cũng được điểm hỏa. Dây cùng kéo căng, quân dân Hương Kim Giang trút cơn mưa hỏa tiễn về phía năm chiếc thuyền. Chỉ còn cách bờ bên này sông Châu Giang một khoảng không còn xa nữa. Đứng trên thuyền, nhìn loạt mưa tên, hỏa khí bốc cháy ngùn ngụt trên bầu trời đêm nhắm thẳng về phía mình, Cơ Vân nhoẻn miệng cười. Cũng thông minh đấy, một sự chống trả thật yếu ớt. Lường trước được tình hình, thế nên ngoại trừ Ma Thần và Cơ Vân, tất cả những người có mặt trên thuyền đều đã rút hết xuống lòng thuyền, tránh khỏi trận mưa tên đến từ quân dân Kim Giang Bạch Tộc. Có điều, do Kim Giang dùng hỏa công, thế nên mặc dù tên bắn không trúng ai, nhưng khi các mũi tên lửa cũng như các bình dầu đã được điểm hỏa rơi xuống thuyền, cũng ngay lập tức bùng cháy, thiêu đốt cột buồm, những thứ dễ cháy, dễ bắt lửa bởi cấu tạo thuyền được làm bằng gỗ. Ma Thần đưa tay bắt lấy những mũi tên một cách dễ như bợm. Vốn dĩ thứ vũ khí này không thể nào gây sát thương cũng như tổn hại cho hắn và Cơ Vân. Cả năm chiếc thuyền lửa cháy mỗi lúc một lan, Cơ Vân khẽ cười. Xem ra các người cũng rất cố gắng rồi. Ta vẫn đang mong chờ sự xuất hiện của đám thần tộc, nhưng dường như chúng không có mặt ở đây. Vậy để ta cho các người thấy thế nào là tuyệt vọng. Ma Thần, ra tay đi, hãy sử dụng sức mạnh thủy thần. Mưa tên vẫn tiếp tục được bắn tới, nhưng trời bất chợt đổ mưa rào, mưa xối xả, mưa như trút nước. Nước mưa rơi xuống dập tắt toàn bộ những đám lửa đang cháy trên năm chiếc thuyền. Trên bờ sông, A Kiệt cùng toàn bộ dân Hương Kim Giang thẫn thờ, ngơ ngác, không hiểu tại sao trời lại đổ mưa, vào đúng thời điểm họ đang nhen nhóm chút cơ hội chiến thắng, khi toàn bộ thuyền của Kim Sơn đang bị lửa thiêu cháy. Thế nhưng, niềm hy vọng ấy chẳng kéo dài được bao lâu thì đã bị dập tắt bởi cơn mưa do Ma Thần tạo ra. Chưa dừng lại ở đó, Ma Thần còn đang điều khiển mực nước sông Châu Giang. Nước sông đang dâng cao tạo thành một con sóng lớn. Cơ Vân nhoẻn miệng cười. Dọn sạch đống rác rưởi đó đi nào. Còn của ta, hãy cuốn phăng tất cả bọn chúng. A Kiệt, A Táo cùng những người dân Kim Giang sững sờ nhìn con sóng lớn đang hình thành phía trước dòng sông. Quay đầu lại nhìn, thấy La Đại Phu vẫn đứng đó. A Táo nói lớn. La Đại Phu, sao còn đứng đấy? Mau chạy đi, thông báo cho bà con trong hương lập tức di tản. Nước sông đang bị hút về phía cơn sóng lớn do Ma Thần tạo ra. Độ cao của sóng đã hơn một trượng và vẫn chưa dừng lại. Nhìn cơn sóng giống như một bức tường cao chỉ trực đổ ập xuống bất cứ lúc nào. A Kiệt ấp úng. Không kịp nữa rồi, con sóng này sẽ nhấn chìm tất cả. Đúng lúc ấy, La Đại Phu quay đầu nhìn về phía lán trại nơi thi thể ông chủ Vương đang nằm đó. Không biết trong lán xảy ra chuyện gì mà lúc này toàn bộ lán trại đang phát sáng. Một thứ ánh sáng màu vàng kim tỏa ra mạnh mẽ. Ánh sáng chói lòa khiến A Táo, A Kiệt cũng nheo mắt nhìn. Giữa trời đêm âm u, mây đen vần vũ, ánh sáng phát ra từ lán trại như một điểm nhấn soi sáng cả một khoảng không gian rộng lớn. Thứ gì đang phát sáng vậy? A Táo thắc mắc. Tất nhiên chẳng ai có thể giải thích được hiện tượng kỳ lạ này, bởi trong lán hiện tại chỉ có một người mà ai cũng nghĩ rằng người này đã chết. Đứng trên mũi thuyền, Cơ Vân ngay lập tức cảm nhận được sự bất thường từ luồng sáng màu vàng kim đang tỏa ra mạnh mẽ kia. Dường như lại sắp có thêm một kẻ mang sức mạnh của thần tộc được tỉnh thức. Ta hiểu rồi. Mỗi khi lũ khốn này gặp phải nguy hiểm thì những kẻ mang trong mình khả năng của thần sẽ xuất hiện để bảo vệ bọn chúng. Muộn mất rồi. Ma Thần, giết chúng cho ta. Con sóng lớn cao hơn hai trượng tiến về phía bờ bên này sông Châu Giang, chuẩn bị đổ ập xuống. Chạy, chạy thôi.
dân Kim Giang náo loạn khi trước mắt họ là một cơn sóng thần. Chẳng còn ai giữ vững được vị trí trước cảnh tượng như một thảm họa thiên nhiên sắp sửa xảy tới. Họ vứt bỏ vũ khí chạy tán loạn. Âu đó cũng là một phản xạ tự nhiên của con người khi đối mặt với nguy hiểm. La Đại Phu, A Táo, A Kiệt cùng một vài người khác đứng im một chỗ. Nhìn cơn sóng thần đang lao đến mỗi lúc một gần, bởi họ biết với một con sóng lớn và cao như thế này, có chạy cũng không kịp nữa rồi. A Kiệt nhìn A Táo, rơi nước mắt. A Kiệt nói: "Xin lỗi mọi người, lẽ ra tôi nên nghe lời cậu. Vĩnh biệt." Khi con sóng thần chưa kịp đổ ập xuống bờ sông bên hương Kim Giang, thì trên không trung xuất hiện một điểm sáng chói lóa có hình dáng của một con người. Người này toàn thân tỏa ánh hoàng kim, tay cầm một thanh kiếm màu vàng. Đứng trước con sóng lớn của ma thần, người này vung kiếm, chém một đường cắt ngang con sóng ra làm hai. Con sóng lớn bị chia làm đôi, nửa phần trên rơi xuống sông Châu Giang khi chưa kịp ập vào bờ. Sông Châu Giang vốn dĩ yên bình, mà lúc này đây nước chảy cuồn cuộn, mọi thứ chao đảo như biển động. Tuy nhát kiếm đã cắt ngang con sóng, thế nhưng vẫn không thể ngăn chặn được hoàn toàn, bởi phần chân sóng còn cao hơn một trượng lúc này đã ập vào bờ. Áp lực nước đã giảm đi rất nhiều khi độ cao của nó không còn cao như trước đó. Tuy nhiên, lượng nước sông vẫn đủ cuốn phăng mọi thứ trên đường sóng tràn qua, tạo thành một trận lũ lớn. Trên không trung, người đàn ông cầm cây kiếm vàng, toàn thân tỏa ánh hoàng kim khẽ nói: "Mộc thần, chuyện còn lại đành nhờ cả vào cậu vậy." Nước lớn ngập quá đầu người, cứ thế cuốn trôi tất cả mọi thứ, trong đó có cả A Kiệt, A Táo, La Đại Phu cùng những người dân Kim Giang bỏ chạy trước đó nhưng không kịp. Cả bờ sông ngập trong nước lũ. Không ai có thể cưỡng lại được dòng nước. Nhiều người giơ tay lên chới với, cố gắng bám víu lấy một thứ gì đó nhưng vô vọng. Trong lúc ai cũng nghĩ mình sẽ bị nước lũ cuốn trôi, thì bất ngờ khi họ thấy chân mình như được một thứ gì đó quấn chặt lấy giữ lại. Không dừng lại ở đó, thứ ấy còn đang leo bám lên trên, bao bọc lấy toàn bộ cơ thể của từng người dân hương Kim Giang, tạo thành một cái kén để bảo vệ thân thể họ tránh khỏi những va đập từ đất đá, cây gỗ hoặc các loại dị vật đang theo dòng nước lũ cuốn phăng tất cả. La Đại Phu nghĩ trong đầu: "Là cỏ." Ít giây sau khi cơn lũ tràn qua, nước rút đi nhanh chóng, tất cả chỉ còn lại một cảnh tượng hoang tàn. Cây cối gãy đổ, bùn đất nhơ nhớp khắp nơi. Đứng trên mũi thuyền, Cơ Vân từ nãy đến giờ vẫn nhìn chằm chằm vào kẻ vừa dùng kiếm cắt ngang cơn sóng thần. Nhìn ánh hoàng kim cùng cây kiếm vàng đang tỏa sáng rực rỡ trên không trung, Cơ Vân nghiến răng nói: "Kim thần, thật không ngờ ngươi lại chính là Kim thần. Vương Khải, đúng là ngươi rồi. Tên khốn, khá lắm. Nhưng ngươi cũng chẳng thể cứu được đám mọi dân kia sau trận lũ lớn vừa rồi." Nhân vật vừa xuất hiện chém bay một nửa con sóng thần chính là Vương Khải, ông chủ của tiệm Kim Hoàng Vương Lân, và cũng chính là người mang mệnh Kim Thần của thần tộc. Mặc bộ giáp bằng vàng ròng tỏa ánh hoàng kim, Kim Thần Vương Khải chỉ mũi kiếm về phía Cơ Vân, đoạn nói: "Nhã Tĩnh, à không, phải gọi ngươi là Cơ Vân, Cơ Thần Vũ mới đúng. Trong thân thể một người phụ nữ, trông ngươi thật yếu đuối so với lần cuối cùng chúng ta đối đầu với nhau cách đây 600 năm về trước. Chỉ chốc lát nữa thôi, ký ức của ta sẽ được thay thế bởi hậu duệ của mình. Thế nên ta muốn nói với ngươi một câu: Cơ Thần Vũ, ngươi mãi mãi không thể chạm tới thiên cơ bàn. Vừa rồi ngươi nói gì nhỉ? Ta không thể cứu được dân hương Kim Giang sao? Ngươi nói đúng. Ta chỉ làm phần việc của mình là ngăn cản con sóng thần. Còn việc cứu người đã có bạn của ta lo liệu. Nhìn mà xem." Cơ Vân trừng mắt nhìn về phía bờ sông. Những cái kén được kết lại bằng cỏ đang rơi xuống đất sau khi cơn lũ đi qua. "Tôi còn sống sao?" A Táo vừa ho vừa nói. "Cái gì thế này? Là cỏ phải không?" A Kiệt thắc mắc khi cái kén cỏ đang từ từ mở ra. La Đại Phu trả lời: "Đúng vậy, là cỏ. Chúng là cỏ mọc trên bờ sông này. Ta thoát chết là nhờ vào chúng. Nhưng sao lại..." Không chỉ La Đại Phu, A Kiệt, A Táo, mà toàn bộ dân hương Kim Giang có mặt tại bờ sông đều được cây cỏ cứu sống. "Mọi người không sao chứ?" Một giọng nói quen thuộc cất lên khiến La Đại Phu sửng sốt quay đầu lại nhìn.
Tiểu Long, sao con lại ở đây? Tiểu Long ư? A Táo nheo mắt nhìn, không chỉ A Táo, La Đại Phu mà toàn bộ dân hương Kim Giang có mặt ở bờ sông lúc này đều sửng sốt với sự xuất hiện của Tiểu Long, cậu con trai nhỏ của La Đại Phu. Bởi đây không phải một sự hiện diện bình thường. Mỗi bước chân Tiểu Long đi qua, bước đến đâu, cỏ mọc xanh mướt, cây con đâm chồi, hoa đua sắc nở. Cứ như thế, mọi thứ lan ra nhanh chóng. Trong khoảnh khắc, đã biến cả một bãi đất nhơ nhớp bùn đất trở thành một đồng cỏ hoa đầy sức sống. Những cây lớn bị nước lũ làm gãy, đánh bật gốc, thì sau khi Tiểu Long xuất hiện cũng mọc thêm cành, bám thêm rễ. Tán lá cứ thế vươn ra. Bao quanh thân thể của Tiểu Long là một luồng ánh sáng có màu xanh lục. Đôi mắt của Tiểu Long cũng chuyển màu xanh như mạ non, đẹp đến mê hồn. Lúc này, từ trên cao, Vương Khải cũng nhẹ nhàng tiếp đất đứng bên cạnh Tiểu Long. Nhìn La Đại Phu, nhìn bà con dân Kim Giang. Ông chủ Vương hỏi: mọi người không sao chứ? La Đại Phu, A Táo há hốc mồm, chỉ tay về phía Vương Khải, miệng ú ớ. Vương Khải, ông là người hay là ma? Vương Khải trả lời: nói thế nào cho đúng nhỉ? Hiện tại thì tôi cũng không hẳn là người, tất nhiên không phải ma. Theo như cách gọi của thầy Lương, tôi là một thần tộc. Cụ thể hơn thì tôi là người mang mệnh Kim Thần, một trong số ngũ thần. Kim Thần ư? Vậy còn Tiểu Long, sao con lại... La Đại Phu lắp bắp nói. Tiểu Long đáp: con là Mộc Thần, là hậu duệ của thần tộc. Con ở đây để bảo vệ Bạch tộc. Cha và mọi người tạm thời lui lại phía sau, kẻ địch đến rồi. Đúng như lời của Tiểu Long, 5 chiếc thuyền của Cơ Vân chở theo hơn 200 người lính, cả quân dân Kim Sơn, đội quân đến từ Cổ Thành và các nhân công trong xưởng đóng tàu đã cập bờ. Cơ Vân nói với Cao Viên: tiến hành đi. Cao Viên cúi đầu tuân lệnh. Trên 4 chiếc thuyền chở theo quân dân Hương Kim Sơn, tất cả đàn ông, thanh niên trai tráng theo lệnh tổng quân của Bạch Tiên Phong vài ngày trước đang đứng xếp hàng trên thuyền. Các tấm gỗ lớn được bắt làm cầu nối với bờ sông liên tiếp được đưa ra. Mặt mũi ai cũng đằng đằng sát khí. Họ nhìn những người dân Kim Giang bằng một ánh mắt căm thù, tay lăm lăm vũ khí chờ lệnh. Cao Viên cầm kiếm giơ lên trời, miệng hét lớn: hỡi bà con Kim Sơn, trước mắt chúng ta chính là những kẻ đã gây ra trận dịch bệnh cách đây 18 năm về trước. Chúng đã cướp đi sinh mạng của rất nhiều người dân Kim Sơn vô tội, trong đó có cha mẹ, anh chị em, gia đình của mọi người. Giờ là lúc Kim Sơn Bạch tộc trả món nợ máu với lũ mọi Kim Giang. Tất cả xông lên, giết! Giết! Quân dân Kim Sơn nhất loạt giơ cao vũ khí, đồng thanh hô lớn. Ngay sau đó, họ lao xuống tấn công người của Kim Giang. A Kiệt cùng bà con Kim Giang cũng lập tức đứng lên. Chỉ với vài chục người so với hơn 100 người bên kia Kim Sơn, trong tay không tất sắc do phải đối mặt với trận lũ khi nãy, lực lượng hai bên quá chênh lệch. Thế nhưng Kim Giang không hề nao núng. A Kiệt nói: đến nước này thì phải liều chết một phen. Mọi người, sống cùng sống, chết cùng chết, lên nào. Khi dân Kim Giang còn chưa kịp hành động thì Kim Thần, Vương Khải đã lao về phía trước đối diện với quân dân Kim Sơn. Ánh hào quang tỏa ra từ Vương Khải khiến dân Kim Sơn phải dừng lại lấy tay che vì chói mắt. Vũ khí trong tay dân Kim Sơn đột ngột rung lên rồi cứ thế bị hút về phía Vương Khải. Chỉ trong giây lát, toàn bộ vũ khí, dao kiếm, súng đạn của dân Kim Sơn đều bị Vương Khải thu giữ. Một người dân Kim Sơn chỉ tay chửi bới: tên khốn Vương Khải, Bạch Trưởng Hưng nói không sai, ngươi quả nhiên là tay sai cho bọn Kim Giang. Đồ phản bội, dám tước vũ khí của chúng ta ư? Vương Khải đáp: mọi người hãy nghe tôi nói, kẻ thù của Kim Sơn không phải là Kim Giang. Dịch bệnh năm đó giết chết bà con Kim Sơn chúng ta là do Cơ Vân gây ra. Kim Giang, Kim Sơn cùng có chung nguồn gốc Bạch tộc, sao có thể giết hại lẫn nhau được chứ? Đây là một cuộc chiến vô nghĩa. Khi hai hương tàn sát lẫn nhau, Cơ Vân sẽ là người hưởng lợi. Vương Khải, ngươi là đồ ma quỷ. Cơ Vân đạo sư đã chết cách đây 3 năm rồi mà, ngươi vẫn còn ngậm máu phun người, đổ tiếng ác cho ông ấy. Sinh ra và lớn lên trên đất Kim Sơn, vậy mà giờ ngươi... Một người khác lên tiếng mạt sát ông chủ Vương. Vương Khải tiếp: Cơ Vân chưa chết, hắn đổi lốt Nhã Tịnh phu nhân, ở trong Bạch phủ làm nhiều chuyện độc ác.
Hắn đã giết chết rất nhiều người, mổ bụng thai phụ, ăn thịt các hài nhi. Cơ Vân, để ta lột mặt nạ ngươi ra cho bàn dân Kim Sơn được thấy. Nhảy lên không trung, kéo theo tất cả những thứ vũ khí thu được từ quân dân Kim Sơn khi nãy, Kim Thần Vương Khải hướng toàn bộ dao kiếm, thương mát về phía thuyền của Cơ Vân, đoạn hét lớn: Cơ Vân, tên độc ác, mau hiện nguyên hình! Hàng trăm mũi kiếm, ngọn thương lao thẳng về phía Cơ Vân sau tiếng hét của Vương Khải. Cao Viên nhìn những thanh kiếm đang phi tới thì sợ hãi quỳ xuống ôm đầu tìm chỗ nấp. Ma thần vung ngọn thương chém mạnh xuống dòng sông. Một cột nước lớn nổi lên cao như một bức tường che chắn trước mặt Cơ Vân cũng như ma thần. Cột nước ngăn cản đòn phi kiếm của Vương Khải. Cột nước cũng kéo theo toàn bộ kiếm đao, vũ khí xuống dòng sông. Cơ Vân mỉm cười. Thật ngu ngốc. Vương Khải, ngươi quên mất ta nói gì rồi sao? Muốn đánh bại ta thì phải cần đến cùng lúc cả ngũ thần. Ma thần Bạch Tiên Phong hô lớn: Kim Sơn Bạch tộc, xông lên giết chúng cho ta! Bỏ qua Vương Khải, dân Kim Sơn tiếp tục lao về phía bà con Kim Giang quyết tử chiến. Vương Khải không thể nào xuống tay với bọn họ. Mọi người dừng lại đi! Thế nhưng chẳng người Kim Sơn nào nghe lời Vương Khải. Trong mắt họ bây giờ chỉ có hận thù và căm phẫn. Lũ mọi Kim Giang, chết đi! Ta phải báo thù cho cha mẹ của mình! Kim Giang, các ngươi là đồ quỷ dữ! A Kiệt định lao ra ứng chiến, nhưng Tiểu Long xuất hiện đứng chắn trước mặt bà con Kim Giang. Vương Khải hoang mang: Tiểu Long, đừng làm hại bọn họ! Nhắm mắt lại, hai tay vắt chéo đặt hai bên ngực, Tiểu Long khẽ đáp: Đừng lo, tôi sẽ không làm hại ai cả. Trói! Sau câu nói của Tiểu Long, cỏ dưới đất tức khắc vươn dài. Cỏ quấn lấy chân dân Kim Sơn rồi lan ra trói lấy cơ thể họ. Lớp cỏ quấn càng lúc càng dày, cỏ đóng lại thành kén giống như lúc bảo vệ dân Kim Giang khi nãy. Hàng trăm người Kim Sơn bị trói cứng không thể cử động. Tiểu Long nói với dân Kim Giang: Mọi người đừng làm hại họ, họ cũng giống như chúng ta, đều hiểu nhầm nhau trong suốt 18 năm qua. Đã đến lúc thù hận được gỡ bỏ, tất cả hãy lùi về phía sau, bởi cuộc chiến thực sự vẫn chưa bắt đầu. A Táo đáp: Hiểu rồi, Tiểu Long. Dân Kim Giang cùng nhau đẩy những kén cỏ về phía sau theo lời Tiểu Long. Đứng trên thuyền, Cơ Vân phá lên cười. Nhân từ, thật là nhân từ. Đúng với bản chất của Bạch tộc, đó cũng chính là thứ sẽ giết chết các người. Cứu lẫn nhau ư? Nực cười. Toàn bộ đám dân Kim Sơn đều đã bị ta bỏ độc ngải tán. Vương Khải, ngươi nói đúng lắm. Dịch bệnh 18 năm trước là do Cơ Vân ta gây ra, cũng bởi loại ngải độc lý từ khe hổ mang trên núi Ngọc Long. Người trúng phải loại ngải này sau một thời gian sẽ tự phát bệnh, lục phủ ngũ tạng thối rữa, chết trong đau đớn. Không chỉ thế, độc còn phát tán và lây lan rất nhanh. Chỉ cần một kẻ trúng ngải, tự khắc sẽ lây cho những người khác thông qua nói chuyện, tiếp xúc và khi cơ thể phát độc. Lời Cơ Vân nói ra, tất cả mọi người có mặt trên bờ sông Châu Giang đều nghe thấy, nhất là những người Kim Sơn đang bị trói trong kén cỏ. Còn chưa thể chấp nhận sự thật, dân Kim Sơn đã phải đón nhận thêm một tin dữ. Bây giờ ta sẽ cho ngải độc giết chết tất cả các ngươi. Kim Giang hay Kim Sơn, tất cả đều phải chết. Dứt tràng cười, Cơ Vân lẩm nhẩm đọc chú để phát ngải. Thế nhưng trôi qua một khoảng thời gian, trong mỗi kén cỏ, dân Kim Sơn vẫn chưa thấy ai bị độc phát tác. Cơ Vân trừng mắt, nhìn sang bên Cao Viên. Cơ Vân gằn giọng, nghiến răng hỏi: Cao Viên, nhà ngươi có làm đúng theo những gì mà ta bảo hay không? Cao Viên nuốt nước bọt đáp: Bẩm phu nhân, tiểu nhân chắc chắn đã làm đúng như lời phu nhân căn dặn. Phải,
Tại sao bọn chúng không trúng phải ngải độc? Cơ Vân siết chặt hai bàn tay, trợn trừng mắt nhìn Cao Viên. Cao Viên quỳ xuống khấu đầu. Phu nhân, tiểu nhân đã trộn ngải độc vào thức ăn, sao lại có chuyện chúng không bị trúng ngải được chứ? Trên bờ sông, Vương Khải khẽ cười, miệng nói: Cơ Vân, kế hoạch của ngươi đã bị thầy Lương phá hỏng rồi. Độc của ngươi cũng đã bị thầy Lương hóa giải, ngươi không giết được họ nữa đâu. Cao Viên ú ớ: Chuyện này là sao? Trời nổi gió, lá cờ hiệu của Bạch Tiên Phong nhúng đầy máu tươi, khẽ bay phất phơ giữa màn đêm u tối. Đó là máu của Tử Đằng, người đã cứu tất cả những người dân Kim Sơn có mặt trong xưởng đóng tàu thoát khỏi cái chết bởi độc ngải tán, bằng cách pha thuốc giải độc vào nước uống ngay lúc Tử Đằng quay lại xưởng. Nhưng cay đắng hơn, khi cũng chính những người được Tử Đằng cứu sống lại reo hò sung sướng, phấn khích khi Tử Đằng bị chém đầu lấy máu tế cờ. Chính tai nghe những lời độc ác thốt ra từ miệng vị phu nhân đáng kính, dân Kim Sơn uất nghẹn đến đờ đẫn. Một vài người đau đớn thốt lên: Bạch Trưởng Hương, ngài nói gì đi chứ? Đây không phải sự thật, Bạch Tiên Phong sao lại đối xử với chúng tôi như vậy? Vương Khải đáp lại lời họ: Hắn không còn phải là Trưởng Hương Bạch Tiên Phong nữa, giờ đây hắn chính là ma thần. Đứng trên mũi thuyền, Cơ Vân sau phút giây im lặng bất chợt ngửa mặt lên nhìn trời, rồi cười như điên dại. Hay lắm, thú vị lắm, phải vậy mới đúng chứ. Phía sau lưng Cơ Vân, những tiếng gầm gừ, tiếng bước chân nặng trịch khẽ vang lên mỗi lúc một gần. Đội quân ma quỷ của hắn xuất hiện và chính thức tham chiến. Cơ Vân lột bỏ tấm khăn che mặt, chỉ tay về phía dân Kim Giang cũng như Kim Sơn. Cơ Vân hạ lệnh: Xé xác chúng ra, hãy làm tất cả những gì các người muốn. A Luân sắp về tới nơi trực. Thầy Lương khẽ hỏi, A Luân đáp: Chúng ta đang ở trong hương Kim Giang, trước mặt chính là nhà của La Đại Phu. Một lúc nữa thôi tôi sẽ tới bờ sông. Trong hương vắng vẻ, hình như mọi người đều tập trung ở sông hết cả rồi. Ngẩng đầu lên nhìn, bốn bề tối om, đúng là đã về đến hương Kim Giang. Thầy Lương nói: Kia là nhà La Đại Phu sao? A Luân bất chợt dừng lại, A Thiện cũng vậy. Họ đứng trước cổng nhà La Đại Phu, cánh cổng mở toang, hai bên cổng dây leo bám lá xanh tùm. Còn một chuyện lạ hơn, khi từ bên ngoài cổng chạy vào tới trong nhà là một hàng cỏ cây, hoa lá mọc lên tươi tốt. A Thiện ngạc nhiên: Sao ở đây cây cỏ lại mọc kỳ lạ thế này? A Luân gọi lớn: La Đại Phu, La Đại Phu có nhà không? La Đại Phu ơi! Bên trong nhà không thấy ai trả lời. Bước chân qua cổng, A Luân nhìn vào, thấy trong nhà vẫn le lói ánh đèn dầu. Thầy Lương cũng rất ngạc nhiên khi không hiểu tại sao trong nhà La Đại Phu lại xuất hiện những thảm cỏ xanh, những loài hoa đua sắc, những cây dây leo tùm, khiến cho cả ngôi nhà đầy sức sống một cách lạ kỳ. Bất ngờ, A Luân, A Thiện đồng thanh nói: Một thần! Thầy Lương cũng đã ngờ ngợ. Chẳng lẽ La Đại Phu lại chính là một thần? Mau vào trong nhà xem sao. Tất cả bước vội vào trong, nương theo ánh đèn dầu, họ mở cửa một căn buồng nhỏ, là buồng ngủ của Tiểu Long. Ngay khi mở cửa buồng, ai nấy đều tròn mắt, há hốc mồm kinh ngạc, bởi toàn bộ vách tường, giường, ghế, tủ hay nền nhà đều có cỏ mọc, hoa nở, khiến cả căn buồng như được trải một tấm thảm thiên nhiên đầy màu sắc. Ngồi phủ phục bên cạnh giường là vợ và con gái của La Đại Phu. Họ nhắm mắt như đang say ngủ. Một vài cánh bướm nhỏ khẽ đậu ngay trên người họ, nằm rất yên bình. Họ sao vậy? A Thiện ấp úng. Thầy Lương đáp: Đừng lo, họ chỉ đang ngủ thôi. Lâm tiên sinh, cảm phiền ông gọi họ dậy. La phu nhân, La phu nhân, Nhu Nhu, dậy đi nào, Nhu Nhu, dậy đi. Lâm Trưởng Hương khẽ lay người gọi hai mẹ con La phu nhân. Sau ít giây, La phu nhân cùng con gái mở mắt, nhìn thấy khung cảnh trong buồng cũng như bất ngờ thấy Lâm Trưởng Hương, A Luân, A Thiện và Thị Lương.
La phu nhân có chút hốt hoảng. Lâm, tiên sinh, tôi đang ở đâu thế này? Còn nữa, sao mọi người lại ở đây? Tiểu Long đâu rồi? Lâm tiên sinh vội nói. La phu nhân, bình tĩnh lại đã. Đây là nhà của cô. Chúng tôi trên đường trở về từ Bạch Hạc Sơn. Khi đi qua ngôi nhà thấy có sự lạ nên ghé vào. Lúc vào đã thấy cô cùng con gái ngủ thiếp đi bên cạnh chiếc giường đầy cỏ hoa này. Còn Tiểu Long và La Đại Phu, chúng tôi không thấy họ. Thầy Lương đứng xuống khẽ hỏi. La phu nhân cố nhớ lại xem đã xảy ra chuyện gì. Tại sao căn buồng này lại thay đổi kỳ lạ đến thế? La phu nhân sau khi bình tâm, định thần lại bèn nói. Là Tiểu Long, đúng rồi, chính là Tiểu Long. Lúc tôi và Nhu Nhu đang chăm sóc thằng bé thì đột nhiên toàn thân nó nóng như lửa đốt, rất nóng. Khi ấy tôi mới nói Nhu Nhu chạy ra bờ sông gọi chồng tôi về. Nhưng còn chưa kịp đi thì toàn thân Tiểu Long phát sáng. Cơ thể nó tỏa ra mùi thơm của thảo mộc, ngửi vào rất dễ chịu. Sau lúc đó tôi thấy buồn ngủ và cứ thế thiếp đi. Trong lúc mơ màng tôi chỉ nghe thấy giọng nói của Tiểu Long. Nó nói Dân Hương đang gặp nguy hiểm, còn phải đi đây. Tấm lấy tay thầy Lương, quỳ gối van xin là phu nhân méo máu. Thầy Lương ơi, có khi nào Tiểu Long gặp chuyện gì rồi không? Thằng bé ốm nặng, sốt cao nằm ly bì không ăn, không uống đã hơn một ngày. Chồng tôi đang chăm sóc cho con thì A Táo đến gọi đi cứu Vương Khải. Tiểu Long đâu rồi? Thầy giúp tôi với, thầy Lương, xin thầy. Thầy Lương đỡ La phu nhân đứng dậy, đoạn trấn an. Kìa La phu nhân, theo tôi đoán, Tiểu Long là người mang mệnh mộc thần, là một hậu duệ của thần tộc. Hiện nay Kim Giang, hay nói đúng hơn là Bạch tộc, đang gặp một mối họa lớn, đang đứng trên bờ vực nguy hiểm. Chính vì vậy, các hậu duệ của thần tộc đã tỉnh thức sức mạnh tiềm ẩn. Tiểu Long là một trong số đó. Nguy hiểm mà Tiểu Long nói chính là cuộc tấn công của Kim Sơn Bạch tộc. Là phu nhân, thời gian vô cùng gấp rút, giờ chúng tôi phải đi đến bờ sông ngay. Nhìn Lâm Trưởng Hương, thầy Lương tiếp. Lâm tiên sinh, sau chuyến đi vừa rồi, Lâm tiên sinh cũng đã nắm được rõ sự tình cũng như mối nguy mà Kim Giang, Kim Sơn hay Bạch tộc đang phải đối diện. Chưa biết cuộc chiến này sẽ có kết cục ra sao, thế nhưng Bạch tộc không thể diệt vong. Lâm Trưởng Hương, ngài hãy ở lại đây cùng La phu nhân đi đến từng nhà, triệu tập tất cả bà con. Những người còn ở trong hương mau chóng di tản, lánh nạn càng xa càng tốt. A Lương nói thêm. Trưởng Hương, thầy Lương nói đúng đó. Có như vậy thì chúng tôi mới tập trung chiến đấu với Cơ Vân được. Trưởng Hương yên tâm, cuộc chiến này chắc chắn Bạch tộc sẽ lại giành chiến thắng giống như cách tổ tiên chúng ta đã làm 600 năm về trước. Tôi sẽ giết chết Cơ Vân, Cơ Thần Vũ. Từ nay về sau không ai có thể đe dọa, hãm hại Kim Giang và Kim Sơn được nữa. A Thiện gật đầu đồng tình, Lâm Trưởng Hương đáp. Tôi hiểu rồi. Chứng kiến sức mạnh phi thường của hai cậu khiến tôi rất bất ngờ. Vậy mà các cậu nói vẫn chưa phải đối thủ của ma thần, thì việc tôi hay là phu nhân có đến đó cũng chỉ làm vướng chân, vướng bận mọi người. Trong hương hiện tại chỉ còn người già và trẻ nhỏ. Tôi sẽ làm theo lời thầy Lương, đưa mọi người đi di tản. Thầy Lương, A Luân, A Thiện, mọi người mau đi đi. Thầy Lương, làm ơn cứu giúp chúng tôi vượt qua đại nạn lần này. Đội ơn thầy. Thầy Lương mỉm cười. Trưởng Hương không cần phải nói như vậy. Tôi cũng là một người của Kim Giang mà. Việc tôi nhờ giao lại cho ông và La phu nhân. A Luân, A Thiện, chúng ta đi thôi. Rời khỏi nhà La Đại Phu, A Luân tiếp tục cõng thầy Lương trên lưng. Trên đường đi, thầy Lương hỏi. Sao hai cậu chỉ mới nhìn qua đã biết trong nhà La Đại Phu xuất hiện mộc thần? A Luân trả lời. Thầy quên rồi sao? Tôi từng nói ngũ thần có thể cảm nhận thấy nhau. Lúc chúng ta ở trong Bạch Phủ, tôi cũng cảm nhận được sự xuất hiện của hỏa thần. Có điều, tôi không ngờ được rằng con trai La Đại Phu lại là người mang mệnh mộc thần. Thật thú vị. Thầy Lương nói. Tôi cũng vậy. Vốn dĩ cứ nghĩ đó là La Đại Phu. Nhưng ngẫm lại, việc Tiểu Long là mộc thần không phải chuyện quá bất ngờ. Hơn một năm qua tiếp xúc với Tiểu Long, tôi nhận thấy tư chất của Tiểu Long rất thông minh, đặc biệt là về các loại thảo mộc. Tiểu Long còn rất nhỏ, nhưng thường xuyên một mình lên Bạch Hạc Sơn. Thằng bé yêu thiên nhiên, cỏ cây, hoa lá.
Có lần Tiểu Long nói với tôi rằng nó có thể cảm nhận được linh ý của cây rừng, hoa cỏ. La Đại Phu cũng nói, từ nhỏ dạy Tiểu Long về các loại thảo dược, thằng bé nhớ và nhận biết rất nhanh. Cho dù đó là loại thảo dược đã phơi khô, xào tẩm. Thế nhưng khi đi rừng hái thuốc, Tiểu Long vẫn có thể chỉ ra đúng loại thảo dược ấy khi chưa thu hái. Ban đầu tôi chỉ nghĩ đó là vì Tiểu Long là con cháu nhà họ La. Những người hành nghề y nên có thiên phú về thảo mộc. Hóa ra, Tiểu Long vốn dĩ đã mang cốt cách của mộc thần. Bất chợt, thầy Lương nhận thấy cơ thể A Luân lạnh toát. Đang chạy, A Luân đứng khựng lại, mồ hôi đổ ra như tắm. A Luân đang rung lên từng chập. A Luân, cậu sao vậy? Sao đột nhiên lại dừng lại? Thầy Lương hỏi. A Thiện cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra với A Luân. A Luân im lặng, thế nhưng nước mắt anh cứ thế chảy xuống ròng ròng. Nức lên những tiếng nghẹn ngào, A Luân rung giọng nói trong đau khổ. Không, không, đừng chết, mọi người, đừng chết. Máu, ngon quá đi mất. Bạch tộc, máu của các người luôn luôn là ngon nhất đối với chúng ta. Trong đầu A Luân đang vang lên những âm thanh đáng sợ. Tiếng giết chóc, tiếng xé thịt, uống máu. Tiếng những giọng nói ma quỷ đầy ghê rợn đang vang vọng từ hướng bờ sông. Rồi cả tiếng đao kiếm va chạm vào nhau khô khốc, gai góc ớn lạnh. Cơ Vân, dừng tay lại, sao người dám? A Luân nghe thấy được cả giọng nói của Vương Khải. Nước mắt lã chả tuôn rơi, A Luân thổn thức. Thầy Lương, Vương Khải vẫn còn sống. Thế nhưng rất nhiều người Kim Giang cũng như Kim Sơn đã bị chúng giết hại. Cơ Vân cùng đội quân ma quỷ của hắn đã vượt sông rồi. Thầy Lương sững sờ. Do cơ thể suy kiệt, mất đi pháp lực nên thầy Lương không còn cảm nhận được sự liên kết tâm linh với đạo ngư. Đưa tay lên bấm độn, miệng đọc bài thơ khẩu quyết. Đạo ngư an thủy, ma quỷ tránh xa, giúp sức cho ta bảo vệ. Miệng thầy Lương chảy máu, hai tay buông thõng. Thầy Lương thẫn thờ, nước mắt rơi xuống vai A Luân. Thầy Lương nói, đạo ngư đã không còn nữa. A Luân, sao còn đứng đó? Mau, mau đến bờ sông. Gạt đi nước mắt, cả ba người tiếp tục di chuyển khi chỉ còn cách bờ sông Châu Giang một đoạn đường ngắn nữa mà thôi. Thế nhưng, khi họ đến nơi thì đã quá muộn. Trên thảm cỏ do Tiểu Long tạo ra là những cái xác người nằm la liệt. Những phần thi thể tay, chân, đầu mình bị chém đứt lìa hoặc xé toạc vứt vương vãi khắp nơi. Thảm cỏ xanh giờ đây đã bị nhuộm đỏ bởi máu người bốc lên mùi tanh nồng nặc. Phía đằng xa, Mộc Thần, Tiểu Long cùng Kim Thần, Vương Khải đang phải chật vật chiến đấu với Ma Thần, Bạch Tiên Phong. Trong khi đó, đội quân ma quỷ của Cơ Vân cứ thế mặc sức chém giết, phanh thây, xé xác những người dân Kim Giang, Kim Sơn vô tội. So với chúng, họ không khác gì loài sâu kiến vô hại, không có sức phản kháng. Những kẻ đến từ cổ thành vốn dĩ không phải con người. Chúng là loài ma quỷ khát máu, vô cảm, vô nhân tính, không biết đau đớn, không biết sợ hãi. Thêm một lần nữa, máu của bạch tộc lại nhuộm đỏ nước sông Châu Giang. Người chết nhiều vô kể. Thứ mà A Luân, A Thiện cùng thầy Lương thấy giống với những bức tranh khắc trên đá trong hang động cổ xưa dưới chân núi Bạch Hạc. Chỉ là sự đồng lòng của bà con Kim Giang và Kim Sơn. Lúc này đây, những người còn sống vẫn kiên cường chiến đấu chống lại những kẻ đến từ cổ thành. A Táo, A Kiệt là những chiến binh hiếm hoi vẫn còn sống sót. Nhìn từng người dân Kim Giang, Kim Sơn lần lượt bị lũ quỷ dữ phanh thây ăn tươi, nuốt sống máu thịt. A Kiệt, với cơ thể đầy những vết thương, vẫn quyết lao vào tự chiến. Thế nhưng, đội quân ma quỷ càng đánh càng mạnh. Chúng càng ăn thịt, uống máu người thì lại càng trở nên điên loạn, dữ tợn. A Kiệt vung dao chém thẳng vào người tên quái nhân từ phía sau khi tên này đang ngấu nghiến nhai sống quả tim của một người dân Kim Sơn. Sau khi hắn giết chết người này, nhát chém trúng vào vai, lưỡi dao cắm sâu vào cơ thể tên quái nhân, khiến tên này gào rú ầm trời. Nhưng ngay lập tức hắn quay lại, đôi mắt đỏ âu long lên sòng sọc, miệng vẫn ăn dở quả tim người. Tên khốn,
Ngươi phải chết. Gã quái nhân nghiến răng nói. Hắn dùng tay nắm lấy sống đao rồi cứ thế giữ chặt. A Kiệt muốn rút đao ra cũng không thể rút được. Nhoẻn cái miệng đầy máu, hắn cười như điên dại. Ta sẽ uống cạn máu của ngươi. Dứt lời, tên này vận sức rút phăng lưỡi đao của A Kiệt ra khỏi cơ thể. Hắn vùng đao nhắm vào đầu A Kiệt. Trong khoảnh khắc cuối cùng, biết chắc mình sẽ chết, A Kiệt vẫn muốn làm một điều gì đó. Rút con dao găm bên hông, A Kiệt đâm thẳng vào tim tên khốn đến từ cổ thành. Lưỡi dao cắm sâu vào ngực tên quỷ dữ, còn lưỡi đao chém vào A Kiệt đã bị ngăn lại bởi một người. Và người đó chính là hỏa thần, A Thiện. Lửa từ hai bàn tay A Thiện bùng cháy. A Thiện dùng tay ngăn cản nhát chém muốn lấy mạng A Kiệt. Gã quái nhân, dù bị dao đâm thấu tim nhưng vẫn không chết. Sức nóng của lửa từ A Thiện khiến hắn phải buông đao ra. A Thiện nắm lấy cán dao găm, ấn sâu đến lúc cán dao, đồng thời truyền hỏa khí vào trong thiêu cháy toàn bộ lục phủ ngũ tạng tên quái nhân. Trong phút chốc, toàn thân tên quái nhân cháy thành than đen xì. A Kiệt sửng sốt. Anh là... A Thiện quay lại đáp. A Kiệt, là tôi đi. A Thiện đi. Đứng dậy đi, kẻ địch vẫn còn đông lắm. Ở cách đó không xa, cũng đang diễn ra điều tương tự khi thổ thần A Luân vừa giết thêm một tên quái nhân nữa của Cơ Vân. Giữa trời đêm u tối, A Luân nổi trận lôi đình khi chứng kiến quá nhiều người bạch bị giết hại một cách dã man. Đáp trả lại sự tàn độc đó, A Luân cũng trở nên vô cùng hung bạo. Anh xé xác kẻ thù đúng như cái cách chúng giết chết bà con bạch tộc. Hai tay cầm hai cái đầu của hai gã quái nhân, A Luân giơ cao rồi vung tay ném hai cái đầu về phía hắn. Cơ Vân đưa tay đỡ lấy hai cái đầu, vứt xuống đất, lấy chân dẫm bẹp. Cơ Vân lườm mắt nhìn A Luân và A Thiện, những người mang sức mạnh của thần tộc đang giết chết từng người trong đội quân ma quỷ. Đã có 5 tên quái nhân bỏ mạng sau khi A Thiện và A Luân xuất hiện. Vương Khải nói với Tiểu Long. Bọn họ trở về rồi. Và đó là tạm hết tập ngày hôm nay của chúng ta. Ôi, và trong tập ngày hôm nay... Trời ơi, đáng đúng rồi. Tiểu Long đích thị là một thần, là một trong ngũ thần. Và trời ơi, Vương Khải... Ủa, thực ra là bác cũng nghi ngờ có khi nào Vương Khải cũng là một trong ngũ thần hay không. Nhưng bởi vì từ đầu luôn, trời ơi, tác giả dễ sợ, cài cắm ngay từ đầu luôn á là bạch tộc, ngũ thần chỉ có là trong dòng họ bạch tộc hay sao? Ủa, hay là do bắp ngộ nhận các bạn? Hay là kiểu như là tác giả cố tình để mình hiểu nhầm cái đoạn đó để mình không có đoán ra được? Tại vì mình cứ nghĩ là Vương Khải là họ Vương mà, đâu phải họ Bạch đâu, mà có thể là một trong ngũ thần được. Nhưng mà nếu mà Vương Khải biến thành kim thần thì rất là hợp lý. Trời ơi, mắc cười á. Là khi mà Vương Khải biến thành kim thần rồi, thì người của ổng bắt tưởng tượng á là bận một cái bộ giáp bằng vàng, cầm cái cây thương bằng vàng, là một cái vị thần giàu có nhất trong ngũ thần. Toàn thân phát ra ánh màu và ánh hoàng kim mà các bạn. Cũng hợp lý ha, bởi vì nhiều đời ở trong dòng họ của nhà họ Vương đều là chế tác vàng bạc đá quý, thì rõ ràng là có liên quan tới kim. Rất là hợp lý, chịu nha. Kiểu như là khúc đó Vương Khải tỉnh dậy là bắp rất là vui á, nghe thấy trong lều con mình xác ông Vương Khải mà có ánh sáng tỏa ra đồ các thứ đó, thì cũng mười mươi đoán được ổng đã trở thành thần. Cái tới hồi bắp nhận thấy Vương Khải là kim thần, cái bắp mới kêu trời, sao mình không nghĩ ra ta, sao mình không nghĩ ra Vương Khải là kim thần, trời, rõ ràng là ổng là làm vàng hồi xưa tới bây giờ, thì ngoài ổng ra thì ai có thể là kim thần được. Mà Tiểu Long cũng vậy, Tiểu Long là mộc thần cũng rất là hợp lý khi thầy Lương đã giải thích. Thứ nhất là Tiểu Long là con của La Đại Phu, mà sinh ra từ một cái gia đình đã có một cái truyền thống sử dụng thảo mộc để mà chữa bệnh cho người khác, thành ra đứa con cũng được thừa hưởng cái sự thông minh nhạy bén khi tiếp xúc với những cái bài thuốc chữa bệnh, những cái loại thảo mộc. Nhưng mà lại không ngờ hơn nữa, chính bản thân của Tiểu Long là mộc thần, là đã là một người mang trong mình một cái dòng máu có liên quan tới mộc, tới cây cỏ, cây cối phát triển xung quanh. Còn về A Luân nè, A Luân là thổ thần thì liên quan tới sức mạnh, sức chiến đấu cũng như là thính giác rất là nhạy bén. Cái này thì theo như cái suy nghĩ của bắp thôi nha, tại vì bắp coi mấy cái phim mà hồi xưa phim kiếm hiệp đó, khi mà người ta muốn nghe được những cái âm thanh mà có ai đi đến hay không thì thường người ta sẽ úp cái tai xuống dưới lòng đất
để nghe coi là từ xa có tiếng vó ngựa hay là tiếng gì đó chạy tới hay không. Mặc dù một cái khoảng cách rất là xa, nhưng mà khi úp tai xuống dưới mặt đất như vậy nè, thì người ta sẽ nghe được những cái âm thanh đó. Thành ra Bắp cảm giác là A Luân là thổ thần, có cái khả năng đặc biệt là nghe được từ xa cũng rất là hợp lý. Còn về phần của A Thiện là lửa, thì lửa có đôi lúc nó sẽ rất là nhẹ nhàng, nhưng đôi lúc khi mà nó bùng cháy thì nó sẽ rất là nóng. Và sức mạnh của nó rất ghê gớm, cũng như là cái tính nóng. Thì A Thiện có những cái yếu tố đó. Bình thường là một người mình tưởng đâu là rất là mềm yếu, gọi là một cái chàng trai thanh niên bình thường thôi. Đôi lúc có phần hơi yếu nữa. Nhưng khi mà đã bộc phát lên sức mạnh của hỏa thần thì wow, rất là mạnh. Nhưng mà bây giờ ngũ thần lại thiếu một. Ngày mai đạo ngư có sống dậy không các bạn? Sống dậy không? Chỉ giờ chỉ có đạo ngư sống dậy thôi, chứ ai mà ra một cái thủy thần khác được. Tại vì mỗi một gọi là ngũ hành đúng không? Mỗi một hành như vậy thì sẽ có một vị thần. Thì ngũ hành là có 5 vị thần xuất hiện rồi: Tiểu Long, A Thiện, A Luân, Vương Khải và Bạch Tiên Phong. Mà Bạch Tiên Phong thì đi theo bên tà đạo rồi. Mà công nhận Khúc Quân sư phụ cao tay dễ sợ. Nhận ra sự việc thì bắt đạo ngư. Khi mà phát hiện ra đạo ngư là mang về thả xuống sông Châu Giang, cũng trở thành thủy thần kế tiếp. Tuy nhiên bây giờ thủy thần đã bị bầm dập rồi, bị tiêu diệt rồi. Nhưng mà chết chưa? Nhưng mà sống thì làm sao sống? Không đoán nữa. Mọi sự việc sẽ còn diễn biến như thế nào nữa thì mời các bạn quay trở lại vào ngày mai với tập cuối cùng của Thiên Cơ trong series Thầy Tờ Ly Kỳ Truyện của tác giả Trường Lê nhé. Bắp cảm ơn các bạn rất nhiều đã luôn luôn quan tâm theo dõi và ủng hộ tất cả các video của Bắp. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn ở video khác nhé.